Hi, xin chào, mình là Ngọc Vy và các bạn đã quay trở lại với kênh Air Channel. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn một cái tựa game mất nớp nữa. Đó là tựa game có tên gọi I Am Break. Tựa game này thì tính phí đấy và có mặt trên cả Android lẫn iOS luôn. Nhưng mà không sao, các bạn có thể như mình lên app VM và tải bản miễn phí về mà không tốn một xu nào hết. Mình gọi cái game này là miếng bánh mì mất nớp. Rồi, đây là giao diện chính của chúng ta và đây là nhân vật chính. Tao là miếng bánh mì, tao là miếng bánh mì. Đây là bánh mì sandwich nha. Tất nhiên không phải bánh mì hổ của chúng ta rồi. Rồi, cái lay mà có màu cam cam này nè. Không đọc tiếng Anh đâu, mất công lại bị chém cho chết. Đó, cái này thì chủ yếu là các bạn vào ấy, ngay lần đầu đồ các kiểu thì nó sẽ hướng dẫn cho các bạn cách di chuyển của cái miếng bánh mì này. Bởi vì chúng ta sẽ làm một cái miếng bánh mì mà phải tự lê lết đi nướng mình lên cho người ta ăn. Khôn dễ sợ. Đây, chúng ta sẽ có một tuần luôn. Bắt đầu là thứ hai ở trong bếp. Thật ra là mình mới chơi thử một tí ti thôi chứ cũng chưa xong được màn một nữa. Đây là con bánh mì ngu tự đi nướng mình cho người ta ăn đó mà. Chúng ta là cái miếng bánh mì này đây đó. Và điều thú vị đó là tất cả những cái trong game này chúng ta đều có thể tương tác được luôn. Đẩy cái chai này chẳng hạn. Mày, à không, nó nặng quá rồi. Lựa đứa khác đi, ví dụ như là cái hũ này. Đó, xem ta đây. Đó, mình sẽ ủng nhiều người nữa. Không được rồi, nè. Đó, thấy chưa? Tôi có thể đẩy ngã hai cái chai, chắc là muối và tiêu. Bây giờ mình sẽ bò qua bên cái bếp ở bên kia. Đó, mình đã rớt lên cái ghế rồi. Bò nào. Ê, cẩn thận, rớt xuống đất, không ai dám ăn đâu. Đó. Hay cha. Đó, ghê thiệt, miếng bánh mì mà có thể làm ngã một cái ghế. Yeah, quá xúc xích. Chân rồi, xong rồi. Các bạn thấy chưa, bây giờ nó dính cái dấu dép rồi, đen rồi, bánh mì muối tiêu. Bò lên, nó có thể leo. Nhưng mà thật ra là không biết là do mình chưa quen thao tác hay là cái công đoạn bò của cái miếng bánh mì này rất là khó khăn. Trời ơi, cho ta leo lên đi, sắp chết rồi, các bạn thấy ở trên không, nó đang giảm dần đấy. Khi nào mà cái đó hết thì coi như là mình thua luôn. 12%, 9%. Cố lên nào, cố lên con quỷ bánh mì ngu si này, mày có lên hay không? Rồi xong. Hãy chơi thêm một miếng bánh. Đó, các bạn thấy không, cái lò nướng này. Trời, xa vậy luôn. Dạ mang. Một lần nữa chú ý là trên đây chúng ta có cái thanh gọi là có thể ăn được 100% trên này nè. Ý gì bể cái hũ rồi. Đi nào, cái con mắm này chết rồi, tôi dính trong cái đống miệng này rồi. Sumi nha, ai da. Bây giờ là bánh mì có nước sốt luôn, hấp dẫn. Như đây là sốt cà chua. Thơm ngon, hấp dẫn. Chết tôi rồi, dính cái miếng xương cá, giảm 20%. Cứu mạng, trời ơi. Còn có 80% thôi. Ơi, rồi xong, lại rớt xuống đất rồi. Rồi, cố lên, 4%, cố lên. Ta đã leo lên được rồi. Cố lên, 1%. Yeah. Thật là một cái miếng bánh mì kinh khủng. Đứa nào có thể ăn cái này? Leo. Leo lên. Con bánh bèo này. Leo qua cái tủ. Leo qua. Trời ơi, cho tôi qua đi mấy bác ơi. Nước sôi. Đó kìa, yeah. Ơi, rồi lại tuột. Khổ quá đi mà. Tuột cái chi mà tuột nhét. Bây giờ mình rớt xuống một phát là chết ngay đấy. Yeah. Ơi, rồi xong xỉ ngột. Lại thôi nào, cố lên mà con cô bác ơi. Tôi là một miếng bánh mì đầy khổ sở. Qua đây luôn bánh mì ơi, qua đây luôn em. Trời, nó đang lết từ. Yeah, mình không rớt. Ta không sao. Ok, qua. Ơi chết rồi, trời ơi. Lên lẹ. 35%, không sao, vẫn còn ăn được cưng à. Ta mệt quá, ta lăn qua đây luôn. Ơi, 10%+ rồi kìa, lên. Trời ơi, còn có 1% nữa. Đây là 1%. Vô, cố lên mà mì. Ây da. Ta có thể làm được rồi, xong chết. Bởi vậy ta nói là miếng bánh mì mất nết. Ây da, dướng cái hộp. Trời ơi, cái hộp mất nết này nó không cho tôi lộn bề luôn. Ây da, cái hộp khốn nạn này mà đã không cho ta leo thì thôi mày lại không cho ta lộn nữa. Ơi, cố lên nào, cố lên bánh mì ơi, chị tin em. Ba má mày tin mày. Còn có 15% thôi đó bà mì. Tao chơi hai tay với mày luôn. Yeah, ngon lành, biết vậy từ nãy giờ chơi hai tay rồi tới đây dướng luôn là sao. Ơi, coi chừng cái hồ nước. Ơi! Rồi xong, bánh mì ngâm nước chết ngay tại chỗ. Coi chừng cái xương cá. Rồi, cái loa nó tắt tiếng luôn rồi. Cao quá, làm sao đây?
không biết là leo tới đâu rồi. Bây giờ nhảy xuống vực. Bây giờ nhảy xuống chắc xác định là giống như nhảy xuống vực mất. Ta đi sát tường luôn. Wow, 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 wow. Bà bánh mì đã trở nên xuất sắc. Ê, bậy, 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 leo ra đường luôn. Ôi, con, đâu mất rồi. Cứu mạng, bánh mì phải nướng chứ không phải để nấu. Yeah, bò ra. Bò ra cưng. Trời, còn bị cái miếng kia nó đè lên nữa chứ. Đó, chúng ta có thể đổi góc nhìn bằng cái camera ở trên. Trời, nãy giờ mới biết mình gà thiệt chứ. Cố lên nào, chúng ta đã đi được một đoạn đường khá là xa rồi. Sắp được thành bánh mì nướng rồi. Mặc dù hiện tại cái bánh mì của mình rất là dơ giấy và chỉ còn ăn được 36% thôi. Ê da, ta là bánh mì đây mà, lò nướng ơi, em có nhớ anh không? Anh là bánh mì đây, cho anh chui vào em đi. Nó không cho mình vào à? Lên nào, lên nào. Yeah, vô rồi. Yeah, bánh mì đang nướng. À, mặc dù là miếng bánh mì của chúng ta có đầy dấu chân dày nhưng mà cuối cùng vẫn nướng được. Ai ăn thì ăn, không biết, không thôi mình ăn là được rồi. À, cuối cùng thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau. Bye bye. Công nhận, cái nhà gì đâu mà ở dơ kinh khủng.